Rồi, hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn nha. Lâu lâu thì mình thử làm một cái clip, mình thử giới thiệu sơ cho mọi người về cái sản phẩm của Vietmap. Trước tiên đầu clip em cũng chia sẻ với bà con anh chị mình là đây là đồ của em bỏ tiền ra em mua và em trải nghiệm em sử dụng. Em muốn chia sẻ với lại những anh em nào mà đang sử dụng xe, mà thường đa số em nghĩ là nếu mà anh chị nào mà đã từng sử dụng xe ô tô rồi cũng biết qua mấy cái này hết à. Nhưng mà kiểu dạng mình sử dụng cái sản phẩm này mình thấy nó được á anh em, thì giới thiệu đến mọi người, cũng như hôm nay mình làm một cái clip test luôn, chứ cái này là không có quảng cáo, cũng không có PR hay cái gì hết các bạn anh chị nha. Đây là đồ của em muốn thử test, thật sự là thử test luôn á. Đây cũng là lần đầu mà em bơm kiểu này luôn, còn trước giờ mua thì em mua đâu đó tầm hơn 2 tháng rồi, mua trước Tết mà giờ sau Tết hơn tháng rồi các bạn anh chị. Sản phẩm này hơn 3 tháng, gần 3 tháng rồi. Đợt trước em đi Vũng Tàu em mới đặt cái này nè. Còn trước á, hồi trước em mua là em xài đây nè bà con. Trước thì ngán tiền, không có xài. Em đặt Lazada là mua cái bộ này nè. Đây, mua cái này nè. Nó chỉ có 300 mấy chục ngàn à. Nhưng mà cái này thì mình muốn bơm kích, bơm xe đó. Bơm xe thì đây. Đây mình gỡ ra có đồ bơm với lại bộ dây đây nè. Mình phải cắm vô cái tẩu trong ô tô mình á. Trong tẩu thuốc ô tô á, tẩu 12V á, thì mình mới xài được. Đó, nhưng mà nó chỉ có đúng một cái chức năng duy nhất à, đó là bơm thôi, chứ nó cũng không có chức năng gọi là kích bình hay cái gì hết đó các bạn anh chị. Rồi, vô trong đi em xe. Vô trong này quay ra cho mình. Rồi, em vô trong nè. Còn bây giờ là cái sản phẩm này thì em bỏ tiền ra em mua. Em search trên Google này kia là từ 2.990.000 rồi lắm mà. Nhưng mà cái này em mua một cái nơi đó thì có 2.790.000 hay gì á. Nói chung là đỡ hơn một vài trăm ngàn. Nó có chức năng như mọi người theo dõi nè. Kích bình bơm lớp Vietmap 4:1, bơm lớp ô tô nè, kích bình ắc quy nè, pin sạc dự phòng nè, đèn chiếu ánh sáng nè. Đây là những cái thông số của nó bà con coi, dung lượng pin thì 12.000 mAh nè. Áp suất bơm vậy nè, mấy cái này mình không có rành nữa. Dòng khởi động cái này nè. Chuẩn đầu sạc ra là 3.0, 5V 3A nè. Đó bà con mình thấy, anh em nữa có thể mình bấm dừng video là mình kiểm tra, cái này mình cũng không rành cho mấy. Thời gian sạc đầy khoảng 4 giờ. À, thời gian sạc cái này là cũng tương đối khá lâu nha anh em. Mình đã từng thử xài về mà còn ít phần trăm tí xíu, 10-15% gì sạc hơi lâu thì cũng 4-5 tiếng á. 4 tiếng cũng có đó anh em, trên dưới 4 tiếng á. Thích hợp hầu hết cho cái dòng xe động cơ xăng đến 8.0 lít. Dòng xe động cơ xăng lên đến 8.0 lít. Và động cơ dầu lên tới 5.0 lít luôn thì trời ơi, hầu như cái này sử dụng thoải mái cho những cái xe ô tô con là thoải mái rồi, không có lo gì hết à. Thôi bây giờ mình sẽ gỡ ra rồi mình làm một cái bài test. Hiện tại là bốn cái bánh xe của em, mọi người để ý kỹ vô nha. Là em đã xả hết rồi. Đó mọi người thấy không? Nó mềm. Bánh trước nó cũng như vậy luôn, cũng rất là mềm. Bây giờ bốn bánh của em nó chỉ còn có 1 kg duy nhất thôi. Tí thì em cắm vô anh em cũng sẽ thấy thôi à. Đây, bây giờ đây ta. Đóng luôn rồi. Để anh mở cái cốp cái em. Để vô cốp cho nó rộng. Nãy em có sử dụng cái bộ mà sạc mà cái bộ mà bơm mà cắm dây á, em dùng bộ đó. Em xả cứ không tới 1 kg cái em bơm là cho nó đều 1 kg hết. Sử dụng bộ này nè anh em. Chủ yếu mục đích là không xài bộ này, tại vì muốn bộ này cho nó còn đúng mức 100% pin á, rồi test cho nó sao. Ok. Trụ đã lắm nha anh em. Bỏ vô cái xe bao sang trọng đẹp luôn á. Để gỡ ra coi nó có cái gì trong đây nha. Rồi, đây, một cọng dây sạc mình để qua một bên và cọng dây kích bình. Đó, cũng vì cái lý do kích bình này nè mà em mới mua cái bộ này nè, chứ thực chất là cũng không có cần thiết tới nữa. Nhưng mà bình ô tô thì bình này em chưa bị sự cố, em chưa kích thử là không biết nó như thế nào. Nhưng mà kích bình xe máy nha, em kiếm một cái bình ắc quy mà nó hư luôn, mình đo chỉ còn có 4-5V thì anh em biết rồi. Cái bình xe máy mình mà 4-5V coi như bình đó bình phế thải, phế dục rồi đó. Em kích thì bấm mạnh cực kỳ, ngon lành luôn, không có gì phải chia sẻ hết. Rồi, còn đây là một cọng cáp để mình cắm vô cái cốc sạc điện thoại. Còn đây là đầu ra thay xi luôn ha. Rồi còn đây là hướng dẫn sử dụng, hầu như là tiếng Việt hết nên là dễ dàng cực kỳ. Mình cũng chưa có sử dụng này, bây giờ mình thực dụng đi, làm thực tế ha. Đó, đặc biệt là bộ bơm mình nhìn nó đẹp lắm nha anh em. Đó, ok ha. Bộ này thì giờ mình bỏ qua một bên đi. Bộ kích nè, nếu như mà em kích bình đúng không thì chỉ việc gỡ này ra. Đây, ở đây nó có cái đầu nè. Đó, cắm vô. Không sợ cắm lộn anh em. Chiều dương, chiều âm là nó có làm sẵn chấu rồi. Không sợ cắm lộn, cắm còn vậy thôi. Ok, mình chỉ cần việc mở nguồn lên thôi ha.
Ok, mở nguồn này nè, 100% này, mưa không biết thấy không, nó hơi mờ. Đó đó đó, ừ, rồi ok. Rồi sau đó cái mình cắm cục dương theo cục dương, cục âm theo cục âm vô bình ắc quy, sau đó mình để yên lên đó, cái mình lên xe mình nổ cái là ok á, theo em biết là nó là vậy đó. Còn giờ mình không sử dụng tới, mình không có kích, tại bình xe mình đang ok, giờ mình bơm thôi. Đây bà con thấy nè, cái này là đầu kích, đây là cái bóng đèn, đây là đầu USB sạc ra nè, sạc dự phòng, sạc điện thoại, sạc gì, nói chung có đầu USB A này là được. Còn đây là đầu USB C, PC này thì mình sạc vô cho nó, còn đây là đầu bơm. Ngoài ra thì nó sẽ còn có một cái đây để mình bơm banh đá bóng rồi đó anh em nè ha. Đây có thêm một cái đầu dây này nữa nè. Đầu dây này đi hỗ trợ sạc mấy cái bơm mấy cái này nè anh em. Có đây có thêm ba đầu nữa. Mình này không biết bơm gì. Này không biết bơm gì luôn. Này biết bơm trái banh nè anh em. Này bơm trái banh thì mình biết. Nếu chưa không xài thì gắn lại thôi ha. Rồi ok, giờ chỉ việc dặn vào thôi, dặn vào cho cứng là được anh em. Để em cũng sẽ ok. Rồi mình qua đây đi, mình bơm bánh bên đây trước đi, coi thời gian. Mà khoan, camera mình qua đây giùm anh cái. Thường thì xe này em bơm khoảng 2,4 kg đến 2,5 kg, bốn bánh em sẽ bơm đều nhau nè. Mình coi theo thông số của nhà sản xuất. Ủa đây nó không có để rồi. À, đây 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 phải không ta? Ủa vậy là bơm nhiêu ta? Bơm nhiêu? Anh em biết không? Đây là thông số để mình bơm bánh nè, bơm lớp nè. 2,1 kg hả? Phải không? Hai cái mốt à. Phải không ta? Như để nè, bánh nè. Cũng không biết nữa, nhưng mà giờ mình muốn bơm đều 4 bánh là 2,4 kg đi. Mình bơm bánh là khoảng đều 2,4 kg, 2,5 kg. Anh em có xe 2,2 kg gì tùm lum mà. Nhưng mà giờ mình cứ bơm 4 bánh lên từ 1 kg lên tới 2,4 kg đi. Tại vì xe thật sự là chạy chủ yếu là hai người là chính, nên là mình muốn bơm cho nó mềm tí xíu anh em, cho nó im. Mà thường là em đi bơm là ở đâu em hỏi người ta cũng nói 2,5 kg hết trơn à. Giờ mình bơm 2,4 kg cho nó im ái tí xíu à. Rồi hiện tại quay cho anh em coi lại lần nữa, mình mở nguồn, mình nhấn nút nguồn ha. Đó cái màn hình nó hơi mờ rồi anh em nè, nhìn nè, quay vô cho anh em coi dùm được không. Rồi đây mình bấm, đây có chức năng nè, bấm vào đây ha. Ô tô để là 2,53 kg nè, là cho xe ô tô nè, nó hơi mờ anh em. Rồi đây xe máy là 2,32 kg nè, 2,1 kg cho xe đạp hay gì không biết nữa nè, 0,57 là cho banh hay gì đó, 8 kg mấy nữa. Mình cũng có thể chỉnh bằng tay được, nhưng mà mục đích là cho anh em thấy 100% nè, rồi mình bơm 4 bánh này coi như thế nào. Còn riêng cái bơm mà xài bằng dây lúc nãy á anh em, phải nói là nó bơm nó lâu mà nó rất là nóng nha. Bơm thì nó hơi lâu nhưng mà tài chính thấp là bơm cái đó rất ổn, tại vì em sử dụng cái đó cũng gần 2 năm rồi, em mới mua cái này. Xài ổn nha anh em, nhưng mà hơi lâu với hơi nóng. Chi phí thấp mà đương nhiên thôi. Bây giờ mình sẽ về cái mức cái điện thoại lúc bấm giờ luôn ha. Ok, cầm giùm anh đi camera. Cầm anh đi, để anh bao chừng nào anh bấm bơm vô một cái rồi. Ok. Đây nãy bơm là 1 ký nhưng mà đây là 0,797 nè anh em ha. Rồi bây giờ em sẽ đây mình lựa chọn bơm ô tô, em hạ xuống là còn 2,4 kg nha, nãy 2,53 kg, giờ 2,40 kg nè. Đó ok nè anh em, thấy không, 2,40 kg nè đó. Ok rõ nha, giờ mình chỉ cần bấm nút nguồn rồi dùm xa ra. Rồi chỉ cần bấm nút nguồn cái thôi. Rồi để em bấm nút nguồn, sẽ bấm luôn điện thoại đi, tới 2,40 kg nó sẽ tự ngắt anh em, mình bấm cái ha. Ok bấm luôn, nó è, mọi người có thể là nghe trong video nó lớn, nhưng ở ngoài á thì nó cũng có lớn đó, nhưng mà cái è này nó dễ chịu hơn là cái è của bơm dây kia nè, bơm dây kia. Rồi có lên nhanh cực kỳ, lên luôn ký ba thiệt lẹ luôn, còn lúc nãy là không tám mấy không chín mấy mà nó bơm lên 1 ký thiệt là lâu. Em thấy lên được ký 36 rồi nè, dừng sát vô rồi. À, lên ký tư rồi đó, bằng mấy giây à.
đó, bánh xe mình thấy căng lên từ từ luôn, nó đầy 2,4 là nó sẽ tự ngắt nha anh em. Ok, 2,40 nó sẽ là 3 phút, khoảng tầm 3 phút hay 25, 26 giây anh em ha. Đó, vậy như là bơm 4 cái bánh này nó khoảng là trên 12 phút. Wow, ok ha, nhưng mà không quan tâm. Bây giờ là 3 phút 25 giây đi, bây giờ là xong cái bánh này rồi. Bây giờ mình chỉ việc gỡ ra 2,40 anh em nha. Từ 0,7kg, mình tính ký, không biết sao mình đo vô đây có 0,7 à. Giờ chỉ cần là cứ bơm 4 bánh xem coi dung lượng pin của nó còn bao nhiêu và cái độ lì của nó coi trong quá trình này nó có như thế nào không. Chút xíu mình sẽ nói sơ về cái chức năng đèn luôn nha anh em. Rồi, giờ chỉ cần bơm, camera cứ quay cho anh em coi thôi. 2,40 sẽ còn sẵn ở đây. Ok, bấm nút nguồn, đây là 0,99. Ok, như vậy là bánh thứ hai đã đầy. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua bánh trước, bên tài, có nghĩa là nó cũng là một cái bánh thứ ba mọi người ha. Phải nói là nóng, rất nóng luôn. Cọng dây này mình cầm suốt là có thể là bỏng tay nha. Còn máy này thì ấm ấm lên, ấm ấm thôi chứ không phải là quá nóng gì cả. Nhưng mà cọng dây này rất nóng. Đây là điều đương nhiên mọi người ha. Điều đương nhiên. Rồi mình qua bánh bên kia thôi em. Hiện tại thì bây giờ còn bao nhiêu pin mình cũng không thấy, tại vì cái màn hình này nó hơi mờ anh em nha. Rồi, ở đây là 0,98, chưa tròn ký nên anh em, mình sáng ký nhưng mà chắc là do hai cái số đo của hai cái bơm nó sẽ khác nhau như thế nào. Rồi. Như vậy là bánh thứ ba đã đầy với thông số mình bơm đó là 2,4 ha, 2,4 mọi người ha. Pin thì ở đây mình nhấp nhó mình thấy nó đã tụt xuống hết một cục rồi. Full đầy nó sẽ là 4 cục và giờ nó tụt đi một cục rồi, còn lại là 3 cục nhưng mà tụt từ khi đấy là bơm bánh thứ ba là nó đã bắt đầu tụt rồi. Tụt muốn tụt từ bánh thứ hai rồi. Để mình thử xem sao. Bơm mô tô thì nó có phần hơi lâu. Nhưng bơm xe máy thì nó nhanh mọi người ha, rất là nhanh luôn, tại vì do cái thông số lớp nó nhỏ đó. Bánh thứ tư đã đầy mọi người ha. Phải nói là rất lâu, rất lâu. Nhưng mà bộ bơm này mình đánh giá là rất là nhanh so với cái bơm mà mình bơm trực tiếp mình cắm tẩu, mua chỉ có 300 mấy chục ngàn thôi. Còn cái này là nó gần 3 triệu lận mọi người, nên là nó nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà so với bơm 4 bánh xe mà chỉ có 1 ký như vậy thì đối với mình thấy cũng rất lâu à, khoảng tầm đâu đó 3 phút 25 giây cho 3 phút rưỡi một bánh thì anh em tính đi. 3 phút rưỡi là 7 phút rồi.
là gần 14 phút rồi, 14 phút đồng hồ chỉ việc bơm 4 bánh xe thôi, thì mọi người thấy là khoảng thời gian khá lâu. Và bây giờ hiện tại bây giờ để mình xem thử coi pin của em nó là còn được bao nhiêu phần trăm nha, để mình sẽ bấm còn được 59 nha anh chị các bạn. Sát vào đây đi em, được không? Quay mình xéo xéo nó sẽ dễ thấy. Sát vào nữa, sát vào nữa, sát nữa. Còn được 59% nha mọi người ha. Coi như là nãy giờ chỉ mới có 41% để bơm 4 lớp xe. Thì em tin rằng bơm nữa cũng khá là nhiều, cũng như là bây giờ vẫn còn có thể kích được bình. Ok, còn đây, ở đây sẽ có cái nút cộng, nút trừ, thì để mình set up cái muốn bao nhiêu ký, muốn lên ký gì đây. Này, còn đây là chế độ, còn đây là đèn. Đèn thì bây giờ mình xem thử coi. Mức thứ nhất là sáng luôn, mức thứ hai là chớp chậm à. Mấy cái nhanh được cái chậm anh em. Mức thứ ba là chớp suốt, chớp đều luôn. Mức thứ tư là tắt mờ hen. Có 3 mức cháy: sáng suốt, chớp chậm và chớp nhanh. Rồi, đó là về cái hôm nay mình cũng làm một cái bài test như thế này. Nếu đúng nghĩa hơn mình sẽ kiếm thêm một số xe như xe máy là mình test thử nữa cho anh em theo dõi. Nhưng mà do là clip này mình làm ở ngoài công cộng nên là không có những cái xe đó. Ok, anh em nào thấy video có hữu ích đối với mình thì có thể là mình cho em xin một nút like cũng như một nút đăng ký kênh nha. Rồi, mua cái này anh em cũng có thể search trên Google, cũng có rất là nhiều nơi bán nha. Cũng có những cái nơi giá đâu đó tầm có 2.4 triệu đến 2.7 triệu cũng có, gần 3 triệu cũng có. Bộ mình mua là 2.7 triệu anh em. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Xin chào mọi người.